Alo, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ở video này thì Khải mua một cái nón khăn lôi này mà. Nói chung được cái nón khăn lôi 24 sinh lượng lực. Nón này cũng khá đẹp gái. Với giá thì mấy trăm xu. Ok cũng được đấy. Chung là tầm này cứ khăn lôi mà có nội lực tí, cao cao trên 20, tầm này quá rẻ nè mọi người. Ok, quá ngon. Đó, một cái nón tầm này mua 300 xu quá được nè mọi người. Tại vì lúc nãy Khải có hỏi một cái nón kia khăn lôi 27. À này, con nón là 27 này, anh em thấy này, nhiều. Đó, con nón 27, hơn 3%. Và nội lực thì hơn mấy chục nội lực đó. Đó, sinh lực chứ. Sinh lực thì hơn 90 sinh lực, nhưng mà lại thu là nội lực. Thì nói chung Thủy Yên thì Khải chỉ ưu tiên vào cái nội lực cao hơn là được anh em ơi. Còn tầm này thì sinh lực thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề Khải lại bên Thủy Yên thì nó đánh rất tốn mana, nên là Khải ưu tiên vào nội lực hơn. Và cái nón kia ra bán 4 kim vãi nồi, em thấy này, bán 4 kim. Không. Còn nón này thì thu 3 kháng lôi thôi mà được cái nội lực hơn em. Đó, mình mua có 300 xu thôi. Thank you. Đó. Quá chắc anh em ơi, cái nón này ok rồi. Nói chung là bây giờ cứ tìm đồ. Cứ tìm đồ được được tí nữa xúc. Có kháng lôi giọng một nữ. Nữ hú khai nha. Đó, quá được anh em, 300 xu hào hứng. Rồi, ok, mua được cái nón rồi nha. Nói chung là mua được 2 món rồi nè. 2 món với cái vũ khí là 3 món rồi. 3 món rồi. Để Khải lấy cái vũ khí cho anh em xem. Hai nón này. Bao tay này. Bây giờ Khải sẽ tìm đai lưng với lại nhẫn. Đai lưng với nhẫn 2 cái làm chậm cộng lại tầm 50 là đặt móc 80 nha nè. Đó. Rồi vũ khí. Đây là giả tẩu. Được Khải lấy cái vũ khí. Đây là Khải lấy cái vũ khí cho anh em xem. Vũ khí thì Thiếu Lâm đang giữ nè. Đây. Đưa cho Khải vũ khí bên này luôn. Quá ngon. Chúng mua đôi giày là mua cái nón nó 300 xu thì quá đẹp. Tại vì sau này nó cũng không bao nhiêu. Tại vì tầm này thì mấy ông bán nón mắc mắc. Chứ còn sau này bán nón này muốn cho xe trả thì mang. Mà mua 300 xu được rồi. 300 xu là ok, vừa rồi vừa giá rồi. Không mắc lắm nhưng mà cái đó là quá rẻ. Đây. Đó, hiện tại bây giờ đang 3 món rồi em ơi. Vũ khí này, nón này, bao tay này. Đó. Thấy chưa? Kim áo thổ, gia truyền thổ. Gia truyền thổ nữa, đẹp. Rồi, Khả đang ra mua tiếp. Ok, anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like video, chia sẻ video này giúp Khải nha mọi người. Khả đang dần dần lên đồ Thủy Yên nha mọi người. Ok, bye anh em.